Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 21 phần 6 của Trung Châu, Tiêu Viêm đã di chuyển đến gia tộc Diệp gia gặp Hân Lam. Em gái Hân Lam đã xin phép đại trưởng lão Diệp Trọng đi cùng Tiêu Viêm. Khi nào giải quyết xong việc Tiêu Viêm, cô sẽ quay trở lại Diệp gia. Và Hân Lam đã chạy ra ngoài sân với Tiêu Viêm. Chuyển sang tập 22 phần 6 của Trung Châu. Tứ trưởng lão của Diệp gia thấy Hân Lam bỏ nhà đi theo trai Tiêu Viêm mà đại trưởng lão không làm gì nữa. Đại trưởng lão Diệp Trọng cũng bó tay với thanh niên Tiêu Viêm. Thôi cứ để Hân Lam đi theo Tiêu Viêm một thời gian. Khả năng sau này Diệp gia lại còn nhờ vả vào Tiêu Viêm nữa. Tuy nhiên tứ trưởng lão lại không tin Tiêu Viêm đánh nhau mạnh vậy. Tay nghề bốc thuốc của Tiêu Viêm không rõ nguồn gốc có đưa Diệp gia vào lại một chân trước trưởng lão của Đan Tháp được không? Đại trưởng lão Diệp Trọng cũng chịu mong Tiêu Viêm như lời Hân Lam giúp đỡ được Diệp gia vào Đan Tháp. Chuyện đến chỗ Tiêu Viêm đã mang Hân Lam đến một ngọn núi không có người. Tiêu Viêm muốn nghe thông tin về Tiểu Y Tiên trước Hân Lam. Hân Lam bắt đầu kể từ khi cô cùng Tiểu Y Tiên và bé Tử Nghiên làm mất Tiêu Viêm ở Trung Châu. 3 tháng sau, ba người bọn họ đi đến được Đan Vực. Ở đây, Tiểu Y Tiên đã bị một đám con trai tông phái Dục Tiên Môn muốn bắt về làm thịt tập thể. Tiểu Y Tiên đã ra tay giết hết toàn bộ môn phái Dục Tiên Môn. Nhưng cô ấy đã phải solo với một tên cầm đầu Dục Tiên Môn Đấu Tông. Tiểu Y Tiên đã giết được tên đó và đã bị thương bùng phát bệnh ách năng lục thể. Do đó ở Đan Vực đã loan tin Tiểu Tiên có bệnh truyền nhiễm ách năng độc thể, nên rất nhiều môn phái bị bắt giết cô ấy. Trong đó phải kể ra Băng Hà Cốc muốn bắt sống Tiểu Y Tiên, để họ dùng phương pháp nào đó lấy linh hồn của người trong Băng Hà Cốc chuyển sang cơ thể Tiểu Y Tiên. Người đó sẽ có năng lực ách năng độc thể. Ngoài ra Hân Lam cũng xin lỗi Tiêu Viêm về việc không giúp đỡ được Tiểu Y Tiên. Là khoảng thời gian trước Tiểu Y Tiên đang trốn bị người Băng Hà Cốc vây đánh một trận, nhưng cả hai bên đều đã bị thương. Nói chung Tiêu Viêm cũng không trách Hân Lam không giúp đỡ Tiểu Y Tiên, mà hắn muốn xem Tiểu Y Tiên giờ đang ở chỗ nào. Hân Lam cũng chỉ bản đồ Tiểu Y Tiên đang ở Lạc Thần Giản bị người Băng Hạ Cốc cho quân lính vây xung quanh. Lúc này Tiêu Viêm quyết định đi đến Lạc Thần Giản cứu Tiểu Y Tiên. Hân Lam đã được đi cùng làm người chỉ đường cho hắn. Tiêu Viêm cũng cảm nhận thấy Thiêu Thiêu em bé Tử Nghiên 12 tuổi đã hỏi Hân Lam đâu. Hân Lam cũng nói chuyện ba người họ đến được Đan Vực. Tử Nghiên đã bị ai rủ rỗ mất tích. Tử Nghiên trước khi đi đã dặn lại Hân Lam và Tiểu Y Tiên là cô đã cảm ứng được đường về nhà nên đã đi về nhà một chuyến. Sau đó Tiêu Viêm cũng kể Tử Nghiên tự tìm đường về nhà, việc thận trọng đi cứu Tiểu Y Tiên trước. Trải qua một thời gian di chuyển, hai người Tiêu Viêm đã đứng trên một ngọn núi nhìn về núi Lạc Thần Giản. Hân Lam cũng cho Tiêu Viêm biết cách vào Lạc Thần Giản. Bên trên bầu trời Lạc Thần Giản có khói xương độc, vì vậy chỉ có thể đi đường bộ vào mà thôi. Thậm chí Hân Lam cũng đề nghị quân số đang vây bắt Tiểu Y Tiên lần này gồm có 4 đấu tông băng nguyên băng phù của băng Hà Cốc. Cuối cùng Tiểu Viêm đã cùng Hân Lam di chuyển vào Lạc Thần Giản. Do Hân Lam chắc chắn khi vào Lạc Thần Giản sẽ tìm đến chỗ được Tiểu Y Tiên cho Tiêu Viêm. Tại cổng ra vào Lạc Thần Giản, hai người Tiêu Viêm đã gặp được một ông già đang nhắm mắt canh gác cùng với đám quân lính của băng Hà Cốc. Tiêu Viêm và Hân Lam cứ tự nhiên đi vào, không phải va chạm với đám người băng Hà Cốc. Lúc này Hân Lam đã lấy ra một con tầm độc hình dạng con chuột có hai cánh của Tiểu Y Tiên luyện chế đưa cho cô. Chỉ cần kích hoạt con tầm độc sẽ dẫn đường tìm được Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm Hân Lam đã đi theo con tầm độc đang bay, bỗng dưng nó dừng lại. Tiêu Viêm đã dùng tay chụp lấy con tầm độc kéo Hân Lam vào một tảng đá. Hắn nhìn vào bên trong hẻm núi, trước mặt nhìn thấy khí độc mấy chục mét bao phủ dày đặc. Và tên trưởng lão băng Hà Cốc đang bên ngoài hang động dẫn quân vây kín bắt Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm Hân Lam đã nhìn thấy Tiểu Y Tiên đang đấu võ mồm với ba trưởng lão băng Hà Cốc. Hân Lam đã nhắc nhở Tiêu Viêm hai tên trưởng lão kia là băng phù băng nguyên rất mạnh. Trở lại chỗ đám người băng Hà Cốc, một tên trưởng lão băng nguyên đang bay trên bầu trời, nó to rõ ràng với Tiểu Y Tiên đang đứng ở cửa hang đông. Cô đã dính đâu ký băng chi lực của băng Hà Cốc không giải được đâu. Vì vậy hãy theo bọn họ về băng Hà Cốc đi. Nếu sau 1 tháng cô không chữa trị, băng chi lực sẽ đóng băng cô đến chết. Tất nhiên Tiểu Y Tiên trả lời đám trưởng lão băng Hà Cốc, cô chết cũng hủy đi thân xác của mình, không để bọn băng Hà Cốc lấy đi thân xác cô mang về làm thí nghiệm đâu. Do đó băng nguyên của băng Hà Cốc đã đánh một trưởng có rất nhiều khối băng lao vào người Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đã dùng đấu khí của mình ngăn lại, nên rất nhiều khối băng đã bị tan chảy. Tuy nhiên Tiểu Y Tiên cảm nhận cơ thể nhiệt độ xung quanh mình đang giảm xuống, cô quyết định bay ra ngoài chạy trốn. Thì một tảng băng cao hơn 10 mét đã được đám đệ tử băng Hà Cốc kết trận băng cả Tiểu Y Tiên lẫn băng nguyên trên bầu trời. Ở bên trong tảng băng, băng nguyên đấu tông 6 sao đã lao lên đấm một chưởng vào Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đã dùng đấu khí tím của mình chống đỡ. Tiểu Y Tiên đã lùi lại 2 bước.
Băng Nguyên vừa đi đến chỗ Tiểu Ý Tiên vừa lên tiếng. Cô hãy đi về băng hà cốc cùng hắn. Tiểu Ý Tiên đã chống đối đến cùng. Cô đã dùng tay kết vài ấn để mở ra phòng ấn ách năng độc thể. Băng Nguyên đã di chuyển nhanh sau lưng Tiểu Ý Tiên đánh ra một trường tạo ra những viên băng vào người cô. Tiểu Ý Tiên đã né những viên băng của trưởng lão Băng Nguyên. Đồng thời cô không thể kích hoạt ách năng độc thể được nữa. Lúc này Tiểu Ý Tiên đã giơ bàn tay đỡ một trường của Băng Nguyên, khiến Tiểu Ý Tiên phọt máu một trên bắn vào người Băng Nguyên. Tuy nhiên Băng Nguyên đã dùng băng của mình đóng băng giọt máu độc của Tiểu Ý Tiên. Băng Nguyên quyết định đánh một trường để giết Tiểu Ý Tiên. Bỗng dưng tảng băng cao hơn 10 mét nhốt hai người Tiểu Ý Tiên và Băng Nguyên đã nổ tung. Hóa ra Tiêu Viêm đã ra tay giết một số đệ tử của băng Hà Cốc phá được trận pháp băng phong trần. Hiện tại Tiêu Viêm đang đi trên bầu trời, hai tay xách hai tên đệ tử băng Hà Cốc đi đến chỗ Tiểu Ý Tiên. Băng Nguyên thấy vậy cho Tiêu Viêm nghe. Tiêu Viêm giúp Tiểu Tiên sẽ bị băng Hà Cốc truy sát. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cười đều Băng Nguyên. Là một tên giả bắt nạt một cô gái, Tiểu Tiên đập hết người phọt máu. Tiêu Viêm quay sang nhìn Tiểu Tiên xin lỗi hắn đến buồn. Trở lại với Băng Nguyên đã phát hiện hơn mấy chục đệ tử băng Hà Cốc đã bị Tiêu Viêm đốt cháy còn mối cho. Hắn đã gọi Băng Phù ra tay giết Tiêu Viêm đi. Băng Phù đã từ một tảng đá gần đó đi lên bầu trời cho Tiêu Viêm nghe. Hắn sẽ giết Tiêu Viêm nhanh chóng. Hiện tại Tiểu Tiên thấy băng Hà Cốc đang có ba đầu tông. Cô đang đứng gần Tiêu Viêm đã nói phét với Tiêu Viêm. Là Tiêu Viêm đi trước đi, cô sẽ có cách chạy thoát. Tất nhiên Tiêu Viêm không tin lời nói của Tiểu Tiên lừa mình chạy thoát. Băng Phù nghe vậy rất muốn xem Tiểu Viêm đấu tông một sao có gì mạnh mà gáy. Hắn đã đi đến trước mặt Tiểu Viêm. Còn Băng Nguyên đã tạo ra một khối băng hình mặt trăng lưỡi liềm bắn lén vào cổ gáy của Tiểu Ý Tiên. Tiểu Viêm đã ném điệu khối đấm một trưởng đỡ thay cho Tiểu Ý Tiên. Tiểu Viêm không ngờ rằng mấy thằng già của băng Hà Công chơi bài đánh lén. Tiểu Viêm đã hạ lệnh điệu khôi giết Băng Nguyên. Điệu khôi đã lao đến đánh một trưởng vào ngực Băng Nguyên. Băng Nguyên đã dùng tay đỡ điệu khôi, nhưng Băng Nguyên đã lùi lại phía sau đau đớn. Hắn đã la to Băng Phù giết Tiêu Viêm nhanh lên. Điệu khôi do Tiêu Viêm điều khiển. Lúc này Tiểu Tiên xin phép Tiêu Viêm cho cô đánh nhau với Băng Phù, nhưng Tiêu Viêm lắc đầu là không. Mà cô đang bị thương, hãy nghỉ ngơi đi. Dăm ba anh băng Hà Cốc này Tiêu Viêm hắn lo được. Băng Phù thấy Tiêu Viêm khinh thường hắn, hắn đã sai băng Hà dẫn các đệ tử còn lại về bắt Tiểu Ý Tiên. Còn trên tay Băng Phù đang ngưng tụ một cây thương bằng băng. Hiện tại băng Hà cùng người băng Hà Cốc đang vây kín Tiểu Ý Tiên đang đứng sau cơ thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gọi linh hồn Thiên Hỏa Tôn Giả ra tay trợ giúp. Thiên Hỏa Tôn Giả bắt đền Tiêu Viêm lại sai ông đi giết người. Đôi lúc này Tiểu Ý Tiên cơ thể vết thương rất nghiêm trọng, cô phật máu mồm trên như tới ngày. Tiêu Viêm thấy Tiểu Tiên đang chảy máu me be bét, hắn xin Thiên Hỏa Tôn Giả giải quyết đám người này nhanh đi. Vì vậy Thiên Hỏa Tôn Giả đã đi lên trước đám người Băng Phù toát ra mùi của đấu tông tám sao. Do đó Băng Phù giới thiệu với Thiên Hỏa Tôn Giả là hắn là đại trưởng lão của băng Hà Cốc, mong Thiên Hỏa Tôn Giả không nhúng tay vào việc này. Tất nhiên Thiên Hỏa Tôn Giả đã lao lên đánh một trưởng vào Băng Phù. Băng Phù đã ngưng tụ một bộ áo giáp bằng băng để chống đỡ. Áo giáp của Băng Phù đã bị nứt phọt máu bầm trên. Băng Phù đã hạ lệnh băng hạc nhanh giết Tiêu Viêm đi. Băng hạc đã cho đệ tử lao lên chém Tiêu Viêm. Các đệ tử băng Hà Cốc đang lưỡng lự nhìn về phía Băng Nguyên đang phải đánh nhau với Điệu Khôi. Băng Phù đang phải đánh nhau với Thiên Hỏa Tôn Giả. Tiêu Viêm đã lao lên túm cổ băng hạc. Băng hạc nói với Tiêu Viêm dám giết hắn, băng Hà Cốc sẽ giết Tiêu Viêm. Băng hạc cho Tiêu Viêm nghe, hắn là người yêu nhất trong tất cả các trưởng lão. Tiêu Viêm có dám chống lại toàn bộ băng Hà Cốc bằng một cái linh hồn và một cái khôi lỗi không? Băng Hạc đề nghị Tiêu Viêm chỉ cần giao Tiểu Ý Tiên cho băng Hà Cốc, Tiêu Viêm sẽ được trọng thưởng từ cốc chủ. Tiêu Viêm đang dùng não suy nghĩ, băng Hạc đã dùng tay đánh xuống mặt đất lùi ra xa phía xa Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng phản xạ dùng chân sút một phát vào vai băng Hạc. Băng Hạc đã bay vào một tảng đá gây mấy cái xương. Lúc này băng Phù cũng bị Thiên Hỏa Tôn Giả đánh phật máu mồm trên ngã xuống chỗ băng Hạc. Thiên Hỏa Tôn Giả đi đến chỗ Tiêu Viêm nói chuyện, lâu lắm mới đánh bại một tên đấu tông mà lâu vậy, nhưng đánh rất sướng tay. Vì vậy Tiêu Viêm cũng cho Thiên Hỏa Tôn Giả yên tâm. Hắn đã tìm đủ các dữ liệu điều chế rồi, vài hôm nữa có thể hồi sinh cho ông. Trở lại với băng Hạc, nghe được tin Tiêu Viêm muốn luyện chế thân xác cho Thiên Hỏa Tôn Giả, hắn xin phép Thiên Hỏa Tôn Giả giúp băng Hạc Cốc một chuyện. Ông hãy bắt Tiểu Ý Tiên cho băng Hạc Cốc, Thiên Hỏa Tôn Giả sẽ được băng Hạc Cốc luyện chế thân xác. Thiên Hỏa Tôn Giả cũng đồng ý với băng Hạc. Có điều Thiên Hỏa Tôn Giả điên chỗ băng Hạc vặn cổ hắn chết luôn. Thiên Hỏa Tôn Giả cũng dặn Tiêu Viêm, lần sau giết địch cứ thẳng tay mà giết, đừng để bọn nó nói lắm mồm.
Lúc này còn Điệu Khôi cũng cầm Băng Nguyên đã chết đi đến chỗ Tiêu Viêm. Băng Phù thấy hai người Băng Nguyên Băng Hạc đã cứng hết người chết. Tiêu Viêm đã cầm lấy cơ thể của Băng Nguyên. Tiêu Viêm đã cho ra linh hồn phân thân của mình cùng với Điệu Khôi giết hết toàn bộ đệ tử Băng Hạc Cốc. Khoảng vài giây sau, linh hồn phân thân của Tiêu Viêm và Khôi Lỗi đã giải quyết toàn bộ đám đệ tử Băng Hạc Cốc. Tiêu Viêm cũng thu lại linh hồn phân thân vào trong trán của mình. Sau đó Tiêu Viêm tra hỏi Băng Phù. Băng Phù cho Tiêu Viêm nghe, Băng Hạc Cốc sẽ truy sát Tiêu Viêm khắp đại lục. Tuy nhiên Tiêu Viêm dùng dị hỏa của mình nắm vào bả vai Băng Phù. Tiêu Viêm muốn Băng Phù nói về băng chi lực là gì. Băng Phù đã giải thích, băng chi lực chính là đấu khí của Băng Hạc Cốc tạo thành, người đã đến đấu tông mới tu luyện được. Một khi băng chi lực xâm nhập vào cơ thể con người, các mạch máu sẽ từ từ đóng băng và chết. Vì vậy Tiêu Viêm muốn cách hóa giải băng chi lực, nhưng Băng Phù nói phép chỉ có cốc chủ Băng Hạc Cốc mới giải được, nên Tiêu Viêm đã nháy mắt cho Thiên Hỏa Tôn Giả giết Băng Phù. Thiên Hỏa Tôn Giả đã giết chết Băng Phù, đưa linh hồn cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã lấy 3 bình đựng 3 linh hồn của Băng Phù, Băng Nguyên và Băng Hạc bỏ vào chiếc nhẫn đeo trên tay. Tiêu Viêm đi đến ôm eo Tiểu Tiên bế cô ấy. Điệu Khôi bế Hân Lam đi vào sâu bên trong núi Lạc Thần Giản để tìm cách hóa giải băng chi lực cho Tiểu Tiên. Cảm ơn anh em đã xem hết video.